Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Đức Thơ GP. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi quay một cái quang cảnh của vùng nông thôn Nhật Bản vào buổi chiều tối thì nó sẽ thế nào nhá. Thì mình sẽ đi qua cho mọi người xem này. Ở phía trước mình là một cái ngôi nhà khá là đẹp nhá. Đây thì mình đã từng quay rồi, nhưng hồi trước là mình quay vào ban ngày thì giờ mình sẽ quay vào buổi tối nhá. Đây mọi người này, ở đây có một đá hoa khá là đẹp này. Chỗ này là cái gì nhỉ? Bắp cải. Đấy, bắp cải cảnh nhá. Khá đẹp luôn. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy này. Trời cũng đang sầm sầm rồi nhá, mình đang phải cúi điện thoại xuống để mình quay cho mọi người xem ngắm cái quang cảnh nông thôn Nhật Bản vào buổi tối nhá. Nói chung là ở nông thôn Nhật Bản đi, từ ngày nghỉ đến ngày thường thì khá là yên tĩnh. Mình đi chủ yếu là mình quay cho mọi người xem nhà này đấy, xem cho mọi người biết là cái quang cảnh ở vùng nông thôn Nhật Bản vào buổi tối là như thế nào. Thì ở tối ở nông thôn Nhật Bản cũng có điện được nhá, nhưng mà nó không được sáng như ở Việt Nam, bởi vì thi thoảng đi cột điện mới có ấy thôi, có bóng đèn thôi. Đây mình đang đi lên chỗ đoạn dốc này nhá, thì có chỗ nhà này có một cái khu gọi chung là cái cây cảnh khá là đẹp này. Cái cây này không biết bao nhiêu năm rồi, nhà người ta cũng đẹp luôn nhá. Thực sự là kiến trúc mình rất mê kiến trúc của người Nhật. Nông thôn Nhật Bản buổi tối khá là yên bình, gọi chung là không nghe tiếng trẻ con luôn nhá. Bởi vì ở nông thôn Nhật Bản thì hầu như đa số là toàn người già người ta ở mà, đâm ra là không có trẻ con. Cũng có nhưng mà ít đấy, không phải là không có. Bởi vì thực ra ấy, ở bên Nhật Bản ấy, thì những cái người ta trẻ ấy, người ta sẽ lên hết thành phố người ta sống mà. Người ta sẽ không ở nông thôn. Ở nông thôn thì chỉ có các cái ông cụ già các thứ ấy. Người ta già rồi người ta ở nông thôn người ta kiểu là yên tĩnh mà. Mình sẽ quay lại nhá. Mình đang đi từ phía chân dốc xuống này. Đây quả chung là đấy có một em gái. Quả chung là cái tầm chiều tối này thì nhìn khá là đẹp ấy. Mỗi tội là trời hơi tối thôi, bởi vì nó không có điện ở ngoài đường ấy. Trời, mình sẽ đi một mạch xuống cái đường dưới kia luôn kìa, cho mọi người ngắm ngắm kiến trúc nhà luôn. Mình đã quay quá nhiều cái video về nông thôn Nhật Bản rồi, nhưng mình vẫn thích quay đấy, bởi vì mình khá là thích. Đây thì quả chung là nông thôn Nhật Bản ấy, thì từ đường phố đến đường nông thôn ấy thì nó khá là sạch nhá, hầu như không có rác mọi người ạ. Không khí thì gọi chung là khá trong này. Mình rất thích cái cuộc sống ở bên Nhật này. Ở thành phố thì tất nhiên là sẽ tấp nập thôi, đông vui tấp nập thôi, nhưng mà ở nông thôn này mọi người thấy là đi đường chỉ nghe tiếng chim kêu thôi, không thấy người nào đi ngoài đường luôn đấy. Ngày được nghỉ là người ta ở hết trong nhà mà, ngày bình thường cũng thế. Bên Nhật Bản được cái là không bao giờ có tiếng ồn luôn đấy. Thì bởi vì chúng là cái người Nhật Bản người ta không thích làm phiền đấy, không thích gây tiếng ồn làm phiền đến nhà hàng xóm đấy. Bên Nhật là gây ồn phát là người ta gọi công an đến, người ta báo ngay. Đi vào chung là quay một đoạn video dài luôn về nông thôn Nhật Bản. Đây phía lần trước, phía bên kia này, lần trước mình quay cho mọi người là cái video là nhà giàu của nông thôn Nhật Bản nhá. Thì ở cái khu bên đấy, cái khu bên đấy tách biệt cái khu bên này ra này. Khu bên đấy toàn nhà, thì có dạng nhà tầng ấy, nhà kiểu đầy mới ấy. Thì mình cứ gọi là nhà giàu đi. Đấy, đây mình đang đi dọc ngoài đường to rồi. Đây, ngoài đường to đây. Đây thì có chung là mình vẫn đang đi ngoài đường nhá. Thì mình đang đi cái đoạn đường này để mình lên cái đoạn trường cấp 1. Mình quay cho mọi người xem nữa cái trường cấp 1 của học sinh Nhật Bản nhá. Đấy, nhà. Mọi người có thể chỉ nhìn thấy nhà và ô tô chạy thôi, không bao giờ thấy người đi đường luôn. Ít khi lắm. Đây mình đang đi theo cái lối này, lối tắt này để lên cái đoạn trường cấp 1 này. Mình sẽ quay từ phía bên trên trường cấp 1 xuống cho mọi người xem. Thì gọi chung là mình đang đi bộ ở trên cái đoạn trường cấp 1 này. Thì gọi chung là cái trường cấp 1 người ta xây khá cao nhá, bởi vì cái khu mình ở là toàn đồi núi ấy. Thì toàn đất núi đất đồi người ta san ra mà, đâm ra là khá là cao.
Thì đứng trên đây có thể nhìn được cái quang cảnh xung quanh ở cái làng ở mình này. Đấy. Nói chung là quay cũng khá là mờ bởi vì trời vẫn tối rồi. Nhìn không được rõ cho lắm. Đấy, ở đằng kia là cái ký túc của mình nhá. Ký túc của mình đây, trang trắng này. Mình phải đi bộ một vòng, vòng ra kia bắt đầu mình mới vòng lên đây được. Đấy. Thì ở phía đằng trên này là một cái trường cấp 1 này. Mình quay cho mọi người xem. Đấy, trường cấp 1 của học sinh Nhật Bản nhá. Ở phía đây là một cái trường, là bên trong còn có hai cái trường nữa cơ. Thì mình sẽ đi vào bên trong, mình quay cho mọi người xem luôn. Nói chung là giờ giáo viên mọi người cũng về hết rồi. Thì gọi chung là cái trường học của Nhật Bản người ta xây khá là hay nhá, mình để ý rồi. Từ cái trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 người ta đã xây cái kiến trúc kiểu này. Chứ cái tòa nhà này nối liền với nhà kia bằng một cái cầu thang này. Có nghĩa là không phải đi bộ xuống đất nhá, đi từ trên tầng luôn. Thì cái chỗ này là một cái khu nhà ăn nhá. Mình sẽ tiếp vào trong đây này. Trường cấp 1 thì có 3 cái tòa. Trong đây là một cái tòa nữa này. Thì mình không nhầm là cái tòa này là cũng nối liền. Nối liền cái tòa nhà thứ hai này. 3 cái nối thông với nhau nhá. Đấy. Đây mọi người này, cũng nối liền với nhau luôn này. Đấy, bằng một cái cầu thang nhá. Thì không phải đi bộ xuống dưới nữa. Đây, ở đây đống xe ruồi này. Chẳng biết là xe ruồi, xe rùa, mình gọi là xe ruồi. Xe rùa thì được chuẩn hơn. Đây, ngoài đằng này là một cái bãi tập nhá. Ngoài đằng này là một cái bãi tập. Đấy, ở cái ngoài kia vẫn có người, vẫn là học sinh này. Thì mọi người như kiểu đang tập chơi bóng chày. Đang đi trên đây này. Đấy, chỗ này một cái sân vận động, và chung là đào bóng các thứ này, chạy marathon các thứ nhá. Đấy, ký túc của mình ở bên dưới kia. Giờ mình sẽ đi lối đường cỏ này mình xuống luôn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn nhá.